chị Thảo Trương rồi, xin chào các chị. Em thay tiếp cái mẫu nữa cho mọi người cùng xem sale ha. Vậy nên là chị nào còn có mặt trên live ngày hôm nay, mình cùng ở lại mình xem cái mẫu đầm này với em. Tiếp tục mẫu đầm này bên em hình như là có hai màu các chị luôn nè. Rồi, hiện tại mẫu đầm này bên em có hai màu nhớ chị nha. Nên là chị nào mình không thích màu đỏ, các chị có thể là mình chọn giúp em là màu đen đều được các chị. Rồi, bây giờ chị nào có mặt trong live mình cùng ở lại mình nghe tư vấn về cái mẫu này một xíu các chị ha. Em đang mang sẽ có mã là B740 các chị. Rồi B740, chị nào có mặt trong live mình cùng ở lại nghe em tư vấn nè. Rồi em chào các chị vừa mới vào livestream của Rạng mỗi ngày nha. Hiện tại đang mang trên người đây sẽ có mã đầm là B740 các chị. Với sản phẩm đầm B740 này, hiện tại bên em có cho mọi người là hai tông màu, đó là màu đen và màu đỏ nha các chị nha. Và mã này trên livestream ngày hôm nay bên em sẽ mức giá là 49.000 một đầm. Và giá 49.000 này thì em chỉ nhận đơn cho chị nào đặt hàng trên live và có chia sẻ livestream nhiều em một lần về trang cá nhân hoặc là một lần vào hội nhóm nha. Tất nhiên thì cái mẫu này bên em có đầy đủ ba size là S, M và L. Nhưng mà mỗi size như vậy thì chỉ có tầm là 2 đến 4 chiếc mỗi size. Nên là chị em mình lấy size nào mình chủ động comment size giùm em luôn các chị nha. Rồi em đưa gần cho mọi người cùng xem nè. Đây, quay một vòng từ trước ra sau cho chị xem nha. Do là màu đen nếu mà mang lên thì nó sẽ bị chói lai các chị, nên sẽ chọn cái tông màu đỏ. Vậy nên là chị nào mình lấy màu nào mình chủ động trang xin cái màu luôn các chị nha. Rồi B740 hiện tại thì em còn cho các chị mình rất ít nè. Và size thì size SML. Nên là ai lấy size nào mình chủ động comment size giùm em ha. Hoặc là cái này chị nào mình mang size S thì các chị có thể mình chọn size M cũng được. Là phong giá này có dây rút giùm em luôn. Rồi B740 này hiện tại 49.000 nha. Ai nhanh tay thì có đơn hàng, mà chậm tay sẽ không có đơn. Phần các chị dành cho em nè, cái phần ở dưới này bên em làm thiết kế phần chân ren cho các chị nha. Và đặc biệt bên em làm cái mùi là cái phần ren nổi cực xinh luôn. Và chất khung thì nó sẽ có độ co giãn cho em rất là mềm mịn. Đặc biệt hai bên phần này có phần dây rút. Mình thích thì mình có thể mang cái phong dáng chữ A. Còn không thì các chị có thể là mình làm cho cái em của mình nhỏ lại giùm em một xíu bằng cách là mình xiết cái này lại. Còn không mình nới lỏng ra để cho phù hợp với phong dáng người của mình hơn. Và B740 này em chỉ nhận đơn trên livestream cho chị nào để đúng mã và số điện thoại giùm em các chị nha. Rồi, xem một vòng từ trước và sau cho mọi người xem cái đầm B740 em đang mang nha. Tông màu đỏ rơm và tông màu đen. Kiểu là ai thích màu nào thì các chị có thể là chủ động comment trên livestream luôn. Còn không mình có thể cho mang mã là B740 và số điện thoại của các chị để các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng mỗi ngày sẽ tư vấn cho từng chị nha. Do là em share được có 49.000 thôi nên là chị nào mình lấy thì nhớ là mình chia sẻ like giùm em một lần về trang cá nhân hoặc là một lần vào hội nhóm của các chị nha. Rồi B740 nè, ok chị nha, giá là 49.000 giúp em thôi chị ơi. Giá là 49.000 giúp em nha, vậy nên là mình nhớ là mình cho em xin cái nút chia sẻ like về trang cá nhân hoặc hội nhóm luôn nha. Rồi, đơn hàng của các chị sẽ được các chị các bạn bên em kiểm tra. Nên là ai mà mình chốt đơn hàng thì nhớ là cứ để mã để số điện thoại bên em chốt đơn liền nha mọi người nha. Rồi, phần cổ bên em là phần cổ tròn các chị. Và đặc biệt phần tay là phần tay lỡ và có cho mọi người cái phần dây rút luôn. Đơn giản, nhẹ nhàng, cực kỳ dễ mang cho em. Mình đi làm mang cũng được, mình đi chơi, đi du lịch, đi đâu cũng được hết. Tại vì cái tính ứng dụng với mẫu sản phẩm này khá là cao. Do là đơn giản, nhẹ nhàng, rất là dễ mang cho em ha. Và chất liệu vải yên tâm, em không sợ bị nóng đâu các chị ơi. Rồi, B740 giá là 49.000 cho em nha. Size thì có size S, size M và size L. Yên tâm cho em, ai bận cũng đẹp hết. Nếu như mọi người muốn giấu dáng một xíu thì chọn cho em là B740 màu đen. Hoặc là chị nào mình không thích, mình thích là trắng da, sáng da hơn thì chọn cho em là B740 màu đỏ và số điện thoại liền cho em nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại bên em chốt đơn. Ai nhanh tay thì có đơn hàng nè các chị ơi. Rồi, ai chưa chia sẻ like các chị nhớ là mình chia sẻ like giùm em nha. Chị Ngọc Như Nguyễn Dồn đơn Chu Thùy Linh ở B740 đen size L 49.000 chị nha. Chị nhớ là mình cho em xin số điện thoại, nếu mà ai mà là khách hàng mới mà chưa có số điện thoại thì các chị bổ sung liền giùm em nha. Rồi, mẫu này do là em sale với giá rẻ nên là chị nào mình chốt thì chủ động cho em xin cái số điện thoại luôn các chị.